Xin chào mọi người, mình là Minh đến từ văn phòng luật sư Phạm Hữu Tình. Thì thực chất thì mình muốn làm cái clip này lâu lắm rồi, nhưng mà thật sự thì nó vẫn có gì đó nó hơi ngại, nó hơi mắc cỡ. Thứ nhất là mình nghĩ là trời, mình lên clip rồi không biết mình có nói được hay không, mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mà thôi kệ nó, cứ làm đi rồi từ từ chúng ta sẽ sửa và mọi người sẽ đóng góp cái ý kiến của mình cho mình làm cái video càng ngày nó càng chất lượng hơn. Cái mục đích mà mình muốn làm những cái vlog này ra thì với hai mục đích chính, chủ yếu là mình muốn mang đến cho mọi người những cái kiến thức nền, những cái kiến thức cơ bản về vấn đề về pháp lý và những cái lĩnh vực liên quan đến pháp luật. Cái thứ hai nữa là cái việc mình làm clip nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho mình, thứ nhất là về cái kiến thức này, mình có những cái câu hỏi của các bạn hay là mình muốn nghiên cứu những cái vấn đề gì mà muốn chia sẻ với các bạn thì mình phải nghiên cứu nó một cách kỹ càng hơn. Thứ ba nó đem lại cho mình nó là cái cách nói chuyện mình nó sẽ trở nên lưu loát hơn, cái vốn kiến thức, những cái ngôn từ của mình nó sẽ phong phú hơn. Đứng trước phiên tòa nó đông rất là nhiều người, hoặc là đứng trước khách hàng đi, mình cách nói chuyện mình rất là tự tin nhưng mà không hiểu sao nên quay clip nó ngại quá. những cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ, mình muốn mang đến cho mọi người đó là những cái kiến thức nó không quá chuyên sâu đâu, nó chỉ là những cái kiến thức cơ bản và phổ thông nhất mà mọi người chúng ta có thể dễ dàng chúng ta hiểu, chúng ta sẽ tiếp nhận được những cái vấn đề mà mình có chia sẻ. Cái vấn đề thứ hai mà mình muốn hỗ trợ cho mọi người đó là chúng ta phải có chuẩn bị những cái kiến thức cơ bản để khi chúng ta gặp những cái vấn đề liên quan đến vấn đề pháp lý, ví dụ như chúng ta có những sự kiện, chúng ta có những tranh chấp, hay là kể cả chúng ta đi làm việc với những cơ quan nhà nước, thì chúng ta có thể sử dụng những cái vấn đề mà mình chia sẻ cho mọi người để phục vụ tốt nhất cho công việc của mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi clip tới lúc bây giờ, thì hy vọng là mọi người sẽ có những cái đóng góp tích cực cho mình để mình có thể là làm ra những cái sản phẩm nó chất lượng hơn và mang đến cho mọi người, cung cấp được những cái kiến thức bổ ích đến cho mọi người. Cảm ơn mọi người nha.